Hello anh em nhé, chào mừng anh em trở lại kênh Trailer PT Nhật Đức nhé. Đấy, hôm nay thì mình lại rất là vui được review chiếc xe của một trong những mà siêu phẩm của Lam Gà nhé. Đấy, nói thì Lam Gà thì anh em chúng ta không lạ gì đây, nên Lam Gà mới lên cái bộ tay gương của Hyundai anh em nhé. Đấy, anh em nhìn này, đây Hyundai này. Đấy, khám phá về chiếc xe Hilo này của Lam Gà thì mình phải nói là một trong những chiếc xe chuyên cơ. Đấy, đầy đủ hết tất cả các đồ chơi nhá. Đấy, nếu có một cơ hội khác thì mình sẽ đi xe của em thì nhiều hơn. Hôm nay em đang bận đi bóc hàng, thank you Lam Gà rất là nhiều. Đấy, ở đây bán hàng rất là vui anh em nhá. Nhiều khi mình được trải nghiệm và được ngắm rất nhiều những chiếc xe đẹp của anh em trên mọi miền tổ quốc chạy qua đây, và có cơ hội lại phải review cũng như là lắp ráp những cái đồ chơi rất là hay luôn. Đấy, một trong những chiếc xe mà phải nói là quá đẳng cấp của anh em Lam Gà. Đây, cửa phòng phụ tùng ô tô Nhật Đức nhá. Đấy, anh em có gì thì ủng hộ mình nhá. Đây, cửa hàng của mình đây. Đấy, thank you anh em rất là nhiều để đến phụ tùng của mình. Đấy, vừa rồi thì mình chỉ có tầm một gần một phút thôi để review chiếc xe Lam Gà, nhưng mình sẽ có cơ hội khác để review chiếc xe em thì sâu hơn. Cảm ơn anh em đến video này, hẹn gặp lại anh em video tiếp theo.